Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game H5 phiên bản MU ha. Rất chuẩn chỉnh và đẹp luôn. Ok, chơi được trên mọi nền tảng. Con này học lại làm gì nhiều anh em rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đến với một server có vẻ như là cod ngon lành nha. Ok, nè, đến với thông tin server để lấy cod luôn nè. Đánh mấy con quái bết quá. Đây, chiến thần H5 khai mở server 12, khuyến mãi nạp 200%. Thời gian 10 giờ ngày 22 tháng 8. Chơi ngay tại chiến thần H5.com. Tweet code Tân Hữu 12. Gì fan VIP rồi VIP 88 gì nè, group Zalo. Sự kiện ưu đãi Open X. Ủa sao 32, X 12 chứ. Thời gian nè ha. Nạp cái gì khuyến mãi 100% móc tích nạp. Banking Momo 200%. Thẻ cào là 170%. Đua top lực chiến S12. Top 1 U hồn ám ảnh 50. Ai tư hà đăng 50. Thánh ma hiên sứ 50. Hoa hạ hận ưng 50. Kim cương 200 triệu nha các bạn ơi. Đó, ok ok. Sự kiện liên gì đây? Liên server nữa hả? Đấu trường nè, top 1 đấu trường nhận được 500 triệu kim cương. Nguyễn Hóa tùy chọn số lượng 20 luôn. Rồi cái gì đây? Đua top Hải Vương Bảo Tàng hả? Rất nhiều event luôn các bạn ơi. Ok ok, sự kiện donate rồi nữa nè hả? Rồi rồi rồi, quay lại lấy code nhập thôi. Không biết là nhập trong game hay là nhập ở ngoài. Em nghĩ là nhập ở ngoài. Ủa? Đâu rồi ta? Mình áp mình vô đại máy server nào vậy? Đây, như là nó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Limzip. À, Limzip. Ok, vậy đang nhập code ở ngoài web rồi. Chú ý nhập code ngoài web nha anh em, không phải là nhập code trong game. Nó có cái lợi của nhập code ngoài web là các bạn có thể nhập code khi mà chưa làm xong một số sự kiện ha. Đây đây đây, có quà, có đá, có quà, có đá, có đá nâng tiếp. Ok, kim cương 2 triệu. Đá chuyển sinh tiếp nè hả? 4 viên chắc chuyển sinh được tới bậc 10 rồi đó. Ok, set thời trang SSR 3SR chứ, vậy cho dễ. Ok. Nãy giờ nhận nhiêu đó là thấy lực chiến nó tăng lên cũng cả mớ rồi đó các bạn. Đó, 4 triệu. Ủa, code còn nhiều không ta? À, hết rồi. Chỉ chắc tầm khoảng 5 triệu kim cương rồi quá. Ồ, 6 triệu luôn hả? Ok man. Rồi rồi rồi, điểm danh hàng ngàn nhận kim cương luôn ha. Giờ lực chiến là tới thôi ơi. Ok, anh sẽ giúp em một đường. Chiến giờ là 2, 4, 6, 7 triệu lòng 5 triệu 6, 5 triệu 7 gì đó. Ok. Nguyễn Hóa hả? Sẵn tiện thì ta cho nó up lên luôn. Đánh boss. Ok, mấy con boss này nhặt vô là một gậy quá. Nè coi nè. Trời ơi. Với việc mà đã lên đam sẵn rồi thì mấy con boss này là vô tư. Không có gì mà phải ngán nữa hết các bạn ơi. Đó, chịu khó đầu vô thì chạy cái nhiệm vụ tân hữu cho nó qua ải 10 luôn nha các bạn ơi. Rồi, cố gắng, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tới ải 5 rồi nè, rất là nhanh luôn. Tại vì nhập code rồi đó nên nó nhanh vậy, chứ nếu mà các bạn không nhập code thì chắc nó khá là lâu á. Điểm danh hàng ngày, wow. Có vé nạp, đây là điều mà heo rất là thích nè. Đây, có vé nạp.
À, lên được ớt VIP 5. Đây, đỡ cực rồi các bạn ơi. Ớt VIP 5 nhận quà luôn nè hả? Đó, rất nhiều đồ. Rồi chúng ta được mát VIP 10 luôn, hỏi phải chạy nhiều luôn. Đặc biệt là mở luôn cả mấy cái thời trang này luôn. Đó. Ok ok không? Đó. Đây để coi coi. Wow, phiên bản rất nhiều skin UR nè. Ơi, vậy tính ra nếu cái này UR, vậy để heo vô Nguyễn Hóa trong này heo coi coi. Ôi đúng rồi, UR luôn, vậy là nếu mà bản này không có XP hả? Tư chất là UR dễ chơi các bạn ơi. Đó, đó, nó cũng gần với cái hàng SSR nó chắc là cũng dễ nhận. Rồi rồi rồi, đôi cánh quyền lực. Đó, ô đẹp đẹp đẹp. Ôi, cánh người máy nè các bạn ơi. Đó, cánh thiên sứ đồ. Ok. Rồi, thần binh để coi coi có cái gì nè. Ủa lộn, đâu rồi. Đây, ok, có cây đờn, có kem ốc quế. Rồi, để đây đi. À, thẳng tiện thì nâng lên luôn chứ. Mấy cái đá này nè, nó méo, có bán ở ngoài. Các bạn có tiền cũng không mua được. Nên là mua được ở đây thì cứ lòng có được thì cứ nâng ha. Tuy là nó không có bao nhiêu lực chiến nhưng mà cứ nâng đi. Vì đi ra ngoài thì méo có nhiều đá được về đâu. Ok, nhập luôn. Đó, được 10 triệu lực chiến rồi nè. Trời ơi, nâng có mấy cái đó không mà được thêm 5 triệu lực chiến nữa là quá ok rồi đúng không? Đó, tính luôn cả tích nạp nha các bạn ơi. Đó. Chà, con này hơi yếu hả? Yếu. Ủa? Mình nhớ là, à, đây nè, mua được mà, nhớ là heo nhớ mua được. Đây chúng ta có 6 triệu, nên heo sẽ dành khoảng 2 triệu ra để mà mua cái đan này nha các bạn. Ok, 2 triệu là nó tầm đâu đó khoảng gì gần 10 ngàn á. Đó, ok. Mua. Ok nè, đó. Lên tới đây là đẹp rồi, không cần nhiều. Nhiều quá để làm gì. Ôi, con này. Ôi, con này ngon hơn nè. Ở đây có mấy nộ nè. Ok, mấy con bét. Rồi, Nguyễn Hóa con này luôn. Sẵn tiện thì bỏ khoảng 1.000 lộng 1 triệu kim cương ra mua để nâng con này lên luôn ha. Nhìn cho nó đẹp đẹp, có bộ đồ cho nó đẹp. Chứ nhìn đâu mà thấy nó phèn, thấy ớn hồn luôn vậy đó. Nè, có nè. Ô là trời, thấy đẹp ghê chưa. Có đâu mà thiệt chứ. Này có bét mới đâu không. Ok, siêu nhân đồ ha. Thôi, vậy là đẹp rồi. Đó. Trời, nâng lên xong cũng 3 triệu mấy lực chiến chết nổi vậy, 19 triệu. Ui, tính ra không lẽ má vô bỏ tiền ra nâng nữa chứ thiệt. Thiệt, bỏ thêm triệu nữa. Không mà thôi, triệu nữa chắc cũng không đủ đó. À, nhớ rồi. Ê, có con bé. Đúng rồi, bỏ 1 triệu nuôi con bé các bạn ơi. Ủa, tính ra con này sao nâng nó chậm hơn con nãy ta. Đó, đang 19 triệu, bỏ tiền ra nâng con bét lên tiếp. Hợp lý. Đây, đó, cái này nâng được. Bỏ 1 triệu ra nữa ha, còn 2 triệu để dằn túi là đẹp rồi các bạn ơi. Rồi, ok, mua nè. Đó, thôi ơi, đem con rồng này lên là đẹp liền. Hồi nãy 19 triệu đúng không? Rồi ra bao nhiêu, 20. Ui, nó lên gần 4 triệu quá các bạn ơi. Ok nha. Đó, đầu tư có 1 triệu mà lực chiến lên khủng vậy thôi chứ còn gì nữa trời. Giờ là khỏe re như bò kéo xe. Đó, nâng cấp đồ vô tư. Yeah. À, mấy cái này phải lên chức cao nữa nó mới mở. Đó. Trời, nói chuyện với chàng nhiệm vụ không mà nãy giờ chưa qua được ải mừ nữa anh em. Là trời này phải cho nó chạy nhanh lên. Ừ, nhớ rồi, hồi nãy mình có mấy cái viên chuyển sinh nữa. Ây. Đâu rồi, đây
Cái gì? Hồng Quang ải 15 mới mở cái chuyển sinh hả? Trời ơi, ok, vậy khỏe. Nhanh mà, đây ải 9 nè hả? Gán lên chuyển sinh coi bao nhiêu đó đang thì nó chuyển sinh được tới bao nhiêu. Rồi, ok. Lực chiến là 24 triệu chẵn này nha. 2, 4, 6. Đó, lấy con này là đẹp nhất rồi. Đó, nó có chiêu mà hạ bơm xuống á. Mà con kia giờ lấy ra không đủ, không kịp. Đây. Nếu mà muốn ảo quá, con này. Ok, không đủ đâu. Còn có 2 giây à. Để từ từ tí ra đánh quái ở ngoài rồi nâng lên cho các bạn xem. Con này đi lượm vàng hả? Wow, hữu ích chứ bộ. Ok, nè con này nộ nè, tôi không kịp thấy nộ luôn. Rồi để cho nó tự đánh đi. Đó, đi tìm cung rồi bé đánh boss rồi. Ok, rất là nhiều thứ dùng hợp thu về. Ok, ải mấy rồi? Ải 12 rồi các bạn ơi. Rồi gửi luôn. Trong thời gian nó chạy ải thì heo cũng chạy nhiệm vụ thôi ha. Ok, full trang bị. Wow, mới tới ải 14 rồi ta. Trời, ải 15 mới mở cái này các bạn ơi. Ok, không sao, heo chờ được. Đó, rồi ơi, đẹp, ok, chỉ chờ nãy giờ. Ủa, Hồng Quang thứ 15 tầng mở. Ủa, Hồng Quang tầng 15 hả? À, giờ mở được rồi nè. À, nghĩa là lên ải 6. Nè, coi nè. Đây, ủa, có 2 viên rồi hả? Ok, rồi 2 viên cũng được, 2 viên. Đó, chuyển sinh luôn. Rồi, ơi, hợp lý, còn nữa không? Ô, còn nữa nè, còn được 3 viên. Ok, đang chuyển sinh luôn nha các bạn ơi. Đang chuyển sinh luôn, đó. Ngon. Ok hả? Rồi, link em sẽ đợi dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể bấm vào và chơi luôn, không cần tải nha các bạn. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.